Cả nhà ơi, video ấy cái tính bảo già hay quên lắm. Mình làm xong rồi nhưng mà mình nhớ ra là cái đoạn đằng sau là mình cũng có nói nha, sợ các bạn không xem hết video. Các bạn hãy xem hết video nhé để mình nói những cái gì rất là lý thú, nói về về Kim Ngân nhé, đến cái đoạn cuối cùng nhé. Rất là hay, mong các bạn xem hết video nhé. Đừng có bỏ dở thì phí cả cái công của mình nha. À, bởi vì những cái gì mình chia sẻ rồi thì mình không muốn nói lại nữa. Ok, bye bye. Hello, xin chào quý vị và các bạn. À, rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức. Lại là U70 xinh đẹp đây cả nhà ơi. Mình làm cái video này nói về ca sĩ Kim Ngân. Nhưng mà mở đầu nói đến ca sĩ Kim Ngân là có thể các bạn xem đến cái đầu đề là các bạn chán rồi. Các bạn, nhiều bạn nói là không thích nhắc đến ca sĩ Kim Ngân nữa rồi. Nhưng mà các bạn hãy bình tĩnh nhé, nghe hết video để xem mình nói cái gì nhé. Thì theo mình đánh giá và một số bạn đánh giá thì các bạn thử nghe xem có đúng không nhé. Bản chất và con người của Kim Ngân có thật sự là có bệnh hay không? Thì bây giờ mình sẽ phân tích là Kim Ngân có bệnh nhưng mà không phải là bệnh dở bệnh điên. Các bạn thấy như ở Việt Nam đó, các bạn thấy nhé, những người dở người ta xé quần xé áo ăn bẩn ăn thỉu và không có những cái lúc nào mà người ta tỉnh và người ta khôn cả. Không có cái người điên nào mà họ biết xin tiền như Kim Ngân này. Thì tất nhiên là Kim Ngân ấy là mọi người nói là bị bệnh trầm cảm thì có một phần đúng không các bạn, nhưng bởi vì Kim Ngân bị một cú sốc quá lớn, mất mát một lúc, mất mát ra đi tay trắng hết, thì bị một cái cú sốc rất là lớn và suy nghĩ nhiều quá thì cái thần kinh của Kim Ngân nó không vững chắc thì sinh ra bệnh. Và khi mà người ta đã bị như thế là cái lúc lẽ ra nó cũng bình thường thôi, nhưng mà đây là mình đoán nhé chứ mình không dám khẳng định 100%, nhưng mà các bạn cũng tự đoán nhưng mà cũng có thể 100%, bởi vì mình dựa vào cái mà mình được biết thì mình mới khẳng định nhé. Là Kim Ngân một phần là mất hoàn toàn những cái lớn nhất của cuộc đời. Thì bạn ấy chán, bạn ấy sinh ra, đây là mình đoán nhé, nghiện hút. Thì bởi vì có lần mình đã được nghe là người ta đồn là Kim Ngân nghiện hút, thì bà mẹ nói rằng bà mẹ đã kiểm tra các cái túi áo và xé cái điếu thuốc ra xem có nhét ở trong hay không. Đây các bạn nếu như các bạn không tin thì các bạn lục lại các cái video để các bạn tự đấy nhé. Đừng có bảo mình là độc ác mới để gắp lửa bỏ tay người nhé. Mình nói là hoàn toàn là có cơ sở hết chứ mình không có tự bịa ra cái gì cả. Và có lần mình được nghe tiếng là bà mẹ nói như thế, và đến lúc mà nghe tin là Kim Ngân bị cảnh sát bắt giữ thì người ta nói là trong người có chất gây nghiện đấy các bạn nhé. Còn Thúy Nga nói là Thúy Nga đã hỏi thẳng cảnh sát, Thúy Nga biết nhưng Thúy Nga không chia sẻ. Và trong khi đó Thúy Nga nói là có một cái ý ở trong đấy là Thúy Nga rất là lo sợ những cái đồ mà mua cho Kim Ngân ở vẫn ở thuê ở cái phòng nhà chị Huyền nhé. Thì bây giờ Thúy Nga rất là sợ mà một cái kẻ xấu nào nó vào nó nhét cái gì vào đấy đấy, các bạn tự hiểu nhé. Thì Thúy Nga rất là sợ, Thúy Nga hỏi ý kiến của cộng đồng mạng xem là nên như thế nào. Nhưng mà Thúy Nga quyết định đi con, quyết định ngay đi, không có để làm gì, không lưu luyến làm gì cả. Người ta trong gia đình người ta không lo thôi, mình hơi đâu mà mình cứ giữ những đấy. Con biết là nguy hiểm, con trả ngay, không một một phút chần chừ nữa nhá. Thì đấy, chính vì như thế nhá. Thì và bây giờ như thế này, những cái đó vào ấy, người ta thường nói là những cái đó vào nhá là nó hay bị ảo giác đúng không. Mình dựa vào cái cơ sở này, mình thì mình không nghiện hút
Nhưng mà mình nghe người ta nói ảo giác là giống như là nghiện cái ma túy đá nhé, các bạn thấy không? Là bị ảo lúc nào, bởi vì này cô Kim Ngân này cô cũng bị ảo nhé các bạn nhé. Thì các bạn càng ngày ấy mình càng tìm hiểu ra đúng không? Càng ngày mình càng tìm hiểu hiểu ra là Kim Ngân bị ảo. Bị ảo là cô ấy kêu là cô ấy nhìn thấy cái cảnh mà người ta bắn giết, nhưng mà đến lúc cái người ấy không không chết mà vẫn còn sống. Cho nên là cô ấy nghĩ cô ấy sợ những cái đấy, nó cứ ám ảnh ở người cô ấy. Đấy, đại khái là có cái chuyện đấy, nhưng mà mình nói thì có thể là nó cũng nó khác đi, nhưng mà có cái chuyện là thấy người ta bắn chết rồi nhưng mà cuối cùng lại không chết, lại vẫn sống. Đấy. Thì cái đấy có phải là ảo giác không các bạn? Cái đấy thì có cái gì mà sợ? Rồi. Những cái lúc mà Thúy Nga chưa giữ nhá, ai đến gần cũng sợ cũng chạy rồi chửi. Rồi, thời gian gần nhất đây ở nhà Gia Nguyễn nhá, ở nhà Gia Nguyễn thì Gia Nguyễn nói là hai cái cô mà Thủy My và Linda đấy đến để mà đệm đàn hát hò cho Kim Ngân, thì cũng có thể là Kim Ngân sợ, Kim Ngân chạy chạy đi láu. Và Gia Nguyễn hỏi là tại sao lại chạy, thì Kim Ngân nói là người làm của bà chủ, thì người làm của bà chủ là người ta sẽ luận ra ngay là Thúy Nga. Nhưng mà Thúy Nga làm gì có ai là người làm của bà chủ. Cái câu này thì cũng có thể là Kim Ngân ảo giác, Kim Ngân nói, và cũng có thể là không có mà Gia Nguyễn nói. Đây là mình đoán nhá, cả nhà nhá. Cả nhà thử xem mình nói có đúng không nhá. Vậy thì mình dựa vào cái này là mình bảo Kim Ngân không có bệnh. Bởi vì Kim Ngân rất rất là khôn. Tôi và các bạn không khôn bằng Kim Ngân đâu. Các bạn thử lục lại các cái video của Thúy Nga quay mà xem. Mình lần trước mình làm video đã có bạn vào chửi mình là cái bà Khánh già này, bà ấy ác độc, độc ác, ngậm máu phun người. Kim Ngân nó bị như thế mà không thương, mà lại còn nói người ta thế, khẩu nghiệp. Tất nhiên là thương. Kim Ngân lẽ ra là không bị nặng, nhưng mà đây là Kim Ngân tự đày đọa bản thân. Kim Ngân tự đày đọa của mình, đi ra màn trời kêu đi chiếu đất, tự đi lang thang, tự đi ăn hang ở lỗ, tự để đầu tóc như thế, trên con người nó mới trở nên tiểu tụy, đúng không các bạn? Người ta nói rồi, những cái người mà người ta sung sướng ấy, người ta hưởng thụ ấy, thì trông cái nét mặt nó khác. Còn đây người ta như thế rồi, người ta bị cái cú sốc rất là lớn, cho nên là người ta sinh ra những cái mà nó bất cần thì người ta chơi cái đấy vào để cho nó quên đi sự đời, và người ta đày đọa cái bản thân người ta, cho nên là bị như thế, là 5 tháng nó phôi pha cái sắc đẹp của bà ấy đi. Chứ thật ra nhìn cái mặt của bà ấy là biết là bà ấy bị bệnh, nhưng mà bị bệnh là do mình tạo lên các bạn nhé, do mình tạo lên chứ không phải là bệnh đấy. Và một cái nữa là mình vừa mới nói là các bạn lục lại cái những cái video của Thúy Nga xem là có đúng là mình nói Kim Ngân không bệnh, mà Kim Ngân cực kỳ khôn, rất khôn, khôn hơn cả Thúy Nga. Thúy Nga là người đi giúp đỡ, nhưng mà nhiều lúc mình cảm thấy Thúy Nga rất là tồ. Mà nhiều cái Thúy Nga cứ nghĩ là Kim Ngân bị bệnh, Kim Ngân không biết gì, nhưng thật ra Kim Ngân biết hơn Thúy Nga nhiều 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 là khác. Nhiều lúc Kim Ngân nói mà Thúy Nga không tưởng tượng nổi, Thúy Nga còn bật cười ra và còn khen, ô Kim Ngân biết mở video, rồi Kim Ngân nói cái gì. Và Thúy Nga Kim Ngân hỏi này, Kim Ngân bảo ô Thúy Nga bảo ô Kim Ngân biết mở vô tiến, thì Kim Ngân ấy trả lời má hai nói cái gì thế, xong lại còn nhắc lại Kim Ngân biết mở vô tiến đấy, các bạn thấy không? Đấy, rồi cái đấy chưa chưa là lắm, cái này mới là ác này. Đi mua tất cả mọi cái nhé, không cần biết là tiền của ai. Kim Ngân không cần biết là tiền của ai. Nhưng khi mà Thúy Nga đưa đi hỏi thích ăn cái gì là toàn ăn những cái món ngon. Đấy, toàn ăn món ngon. Và đi mua vàng mua bạc. Rồi á, cứ lài lỉ Thúy Nga mua. Bảo Thúy Nga mua. Thúy Nga, má hai cứ mua đi con chịu tiền một nửa. Nhưng đến lúc không chịu một nửa mà chịu 50. Nhưng mà 50 đấy vẫn là tiền của Thúy Nga. Và một lần đi mua chuối, đi mua thực phẩm đấy, mà chỉ có mấy quả chuối thôi, mà Thúy Nga bảo Kim Ngân là trả cả một thẻ, Kim Ngân không trả đấy, các bạn thấy chưa? Khôn, cực kỳ là khôn, mà chỉ biết ăn người thôi.
Và một cái nữa là bởi vì mình nghĩ ra đâu là mình nói đấy, không là chốc nó mình quên. Bây giờ già thì đầu hay quên đúng không các bạn ạ? Các bạn thông cảm nhé. À, một cái nữa là không ai xui, không ai bảo. Nhưng mà rất biết là lịnh đầm gọi Thúy Nga là má hai, gọi chị Huyền là má hai. Trời ơi, cái câu đấy á, người khôn không nghĩ ra đâu các bạn. Những người khôn không nghĩ ra đâu. Biết gọi má hai cực kỳ là khôn, mà nói những câu nghĩa là khôn. Như cái hôm mà Thúy Nga tổ chức sinh nhật ấy, là Kim Ngân nghĩ, Kim Ngân cảm động, Kim Ngân khóc nhé. Kim Ngân khóc và cũng rất là biết ơn Thúy Nga. Và nói Thúy Nga là có những cái gì để vào cái âu của con ấy, cái zip cái gì đấy, để vào đấy để làm kỷ niệm. Xong là chảy nước mắt. Thì Thúy Nga bảo ố cái Kim Ngân buồn ngủ ơi, Kim Ngân khóc hay là Kim Ngân buồn ngủ. Thì Kim Ngân trả lời là cả hai, bởi vì xúc động quá. Bao nhiêu năm mọi người cứ bảo 30 năm, nhưng mà thật ra ấy là mẹ Kim Ngân bảo có hơn 20 năm thôi, thì mình cứ cho là hơn 20 năm. Hơn 20 năm cũng không ngắn các bạn nhé, cũng một phần mấy cuộc đời rồi. Thì đến lúc mà được người tổ chức sinh nhật ra, rồi được người cho đi hưởng thụ, ngồi trên xe đưa đi đưa đón, ăn uống làm thay đổi cuộc đời từ đen sang trắng nhé. Thay phải nói là Kim Ngân lột xác mà thì mới được như ngày nay. Mà Gia Nguyễn nói là Kim Ngân vẫn thế, Thúy Nga không giúp được cái gì hết, rồi Kim Ngân không là người có bệnh. Thì Gia Nguyễn nói thì chẳng biết đâu mà lần đây cả. Nói hôm nay thì nói thế này, ngày mai thì nói thế này, không ai biết được đúng không các bạn? Các bạn tự nhìn thấy và các bạn mở 86 cái cuốn video ra thì biết. Và bây giờ Gia Nguyễn cứ nói là Thúy Nga thế nọ thế kia, nhưng nếu mà Thúy Nga ác với Kim Ngân ấy thì Kim Ngân cũng sẽ bóc mẽ Kim Nga ra được, cũng Thúy Nga ra được, cũng sẽ nói là Thúy Nga thế nọ thế trai. Nhưng mà cả nhà có nghe thấy Kim Ngân nói xấu gì Thúy Nga không nào? Bởi vì bây giờ Thúy Nga Kim Ngân lẩn tránh Thúy Nga là có thể là Gia Nguyễn ép Gia Nguyễn, hoặc là Gia Nguyễn hôm nay nói một tí, ngày mai một tí, ngày kia mà nói một tí, phân tích. Thì là Kim Ngân nghe và Kim Ngân sẽ có ác cảm với Thúy Nga thôi. Chứ thật ra Kim Ngân, mình nghĩ là Kim Ngân không ghét chị Thúy Nga hết. Và và đấy các bạn thấy không, rất là nhiều những cái cuộc vui cho đi ăn đi uống, tắm rửa gội đầu các thứ, rồi ăn mặc nhá sạch sẽ. Nhưng mà mình nói thật, Kim Ngân đi với Thúy Nga ấy, mặc những cái quần bò, những cái bình thường ấy, mình trông nó rất là đẹp mà nó xứng với Kim Ngân. Còn bây giờ về nhà Gia Nguyễn ăn mặc cái kiểu đấy, mình trông nó không giống ai cả, mặc nó không giống ai, trẻ không ra trẻ, già không ra già. Trong cái quần áo, cái váy áo thì ăn mặc màu đen, nhưng mà cái mặt thì lại là người không bình thường, đúng không các bạn? Mà đã thế, dù diện ăn mặc diện, đi siêu thị diện đến đâu thì diện, nhưng mà đeo cái túi bên dưới vẫn còn có cái túi lủng lẳng, cái túi dưới đấy. Cái đấy thì mình không biết là cái gì, lắm lúc mình nhìn mình cũng phì cười rồi nhé các bạn nhé. Thì mình thấy rất là uổng công, uổng sức của Thúy Nga. Thật, Thúy Nga đúng là công sức của Thúy Nga thật là to lớn, mà ai người ta cũng thương. Thế mà ngay cả cái cháu Khoa, thế cháu Khoa cũng nói cô, nói chị Thúy Nga thì cháu Khoa rất là sai lầm. Cháu Khoa nói như thế, thành ra là cháu Khoa không, đáng lẽ là mà người ta không biết là cháu Khoa nhiều cái tật xấu như thế. Cháu Khoa nói thì chị Thúy Nga chị mới không thể chịu được, chị mới bới xấu của cháu ra. Đâm là cháu rất là nhiều những cái mà đáng lẽ cộng đồng mạng không biết, mà cộng đồng mạng biết cái xấu của cháu. Cháu cứ xem mà xem, những cái video của cháu làm cũng rất là thành công, rất là nhiều view. Những cái lúc mà chưa nói xấu chị Thúy Nga nhé, chưa nói xấu, rất là nhiều view. Mà những cái ngón tay đưa lên này rất nhiều, ngón tay đưa xuống rất là ít. Nhưng từ khi mà những cái video mà nói xấu chị Thúy Nga ấy, là những cái đưa ngón tay chổng xuống là nhiều hơn cái ngón tay chổng lên nhiều. Cô chưa từng thấy những video của ai mà ngón tay chổng xuống nhiều hơn cái chổng lên như của Khoa cả. Khoa có nhận thấy không nào? Khoa đừng bảo thủ đi Khoa ơi. Con người ta ấy, người ta bảo đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại. Bây giờ nếu Khoa thấy cái lầm lỗi của Khoa ấy, thì Khoa tốt nhất là Khoa xin lỗi cộng đồng và xin lỗi chị Thúy Nga.
nói là thôi chị em xin lỗi chị, em vừa rồi em cũng hơi quá bồng bột, em chót nói rồi thì chị bỏ qua cho em, cộng đồng mạng bỏ qua, thì ai cũng có lỗi lầm, thì xin lỗi đi, bởi vì người ta nói là Khoa ăn cắp, bản chất ăn cắp từ Việt Nam cơ, sang đến Mỹ không phải là ở Mỹ không đâu, người ta bóc mẽ, cho nên là mình không thể cãi được đâu. Các cụ thường nói là một bàn tay không che được cả mặt trời đâu Khoa. Nên Khoa nên tỉnh táo nhé, lẽ ra là cái kênh của Khoa rất là thành công đấy, nhưng mà Khoa làm hỏng cái kênh rồi, Khoa ơi, rất là đáng tiếc cho Khoa. Thì bây giờ quay ngược lại Kim Ngân, thì các bạn nhìn gần đây ấy, là Giang Nguyễn là huấn luyện cho Kim Ngân đi hát hò rất là nhiều, mà không lo là chữa bệnh cho Kim Ngân hoặc là để cho đầu óc Kim Ngân nó thoải mái đi, mà cứ luyện tập hát để làm gì không biết, mà trong khi đó chửi là sướng ca vô loài, rồi không quay nên làm gì. Thế bây giờ này suốt ngày quay video của Kim Ngân lên để làm gì, rồi kể cả cái bà sư cô áo trắng mà đội nón bịt mặt đấy, thì lẽ ra như những người sư cô ấy là người ta mặt trần, đầu chọc là phải mặt trần, nhưng mà đây á bịt khẩu trang thì ok, dịch ok, nhưng mà đội nón che mặt không ai nhìn biết mặt, mà chỉ biết rằng là bà sư cô này là không phải là sư cô Xuân Liên, là ai, nhiều người hỏi như thế. Thì Giang Nguyễn vừa rồi mới giải trình ý là cô đấy ngày xưa giúp đỡ Kim Ngân, nhưng mà bởi vì thấy cái gì gặp rồi Thúy Nga không hài lòng, rồi bà ấy không, cô ấy không gặp, cô ấy không giúp đỡ Kim Ngân nữa, mình không tin, không có cái chuyện đấy. Nếu mà có thì Thúy Nga đã quay, đúng không? Nếu mà có thì Thúy Nga đã quay lên, chẳng có cái chuyện gì mà không hài lòng cả. Kể cả gặp sư cô Xuân Liên rồi gặp Gia Nguyễn, đến lúc đầu Thúy Nga rất là vô tâm, không hề biết một cái gì, Thúy Nga không hề biết cái gì đằng sau nó diễn ra cái gì và nó xảy ra cái gì nhé, nên cả nhà nhé, nên đừng có buộc tội cho Thúy Nga, cái tội nghiệp Thúy Nga. Người ta bảo là trần sao thì dương thế, trần sao thì âm vậy. Mình nói là mình còn phải để cái lúc còn sống, mình còn nghĩ đến cái lúc mà nhắm mắt, rồi còn phải để lộc cho con cho cháu. Mình đừng có buộc tội, đừng có nói không cho ai cái gì không tốt một tí nào. Mà nếu như người ta có tội thật thì mình làm hại thì được, nhưng người ta không có tội mà mình cố tình bóp méo sự thật mà làm hại người ta thì trời hại mình đấy nhá. Bất kể ai cũng thế, cháu Giang Nguyễn nhá, và bất kể ai cũng thế, rút kinh nghiệm, đừng làm như thế. Cô đã nói là một bàn tay không che được cả mặt trời, ai người ta cũng biết. Một khi cái câu chuyện nó mới xảy ra ấy, người ta không biết đâu, nhưng mà dần dần rồi người ta sẽ đào bới ra hết, người ta sẽ biết hết nhé. Thì đấy, cái video này là mình muốn nhấn mạnh là Kim Ngân là người bình thường hay là có bệnh, nhưng mình khẳng định một điều, Kim Ngân có bệnh nhưng mà Kim Ngân tự tạo lên, và Kim Ngân chơi cái chất gây nghiện vào để cho nó quên sự đời đi, thì cái chất đấy là bao giờ nó cũng bị làm cho con người ảo giác, đúng không cả nhà, là ảo giác quá. Chứ thật ra thì, và Kim Ngân bỏ nhà ra đi ở như thế là màn trời chiếu đất gần hơn 20 năm trời không ít, thì nó làm mài mòn thân thể xác của mình đi. Chứ còn nó, chứ Kim Ngân không có bệnh, Kim Ngân cực kỳ khôn nhé, Kim Ngân khôn ăn người lắm. Kim Ngân là bất kể đi mua là không cần biết tiền của ai, cứ mua lấy được. À, lại còn một cái nữa là vừa mới quen, mới gặp Thúy Nga thôi, mới được mấy buổi thôi mà đã biết bảo Thúy Nga là má hai thuê nhà cho con đi, má hai thuê nhà cho con đi, thuê 200 thôi đấy. Rồi đến lúc biết đi tìm nhà và bảo Thúy Nga là mua nhà, má hai mua nhà cho con đi, mua cho con 10 năm sau con chết thì nhà của má hai. Và khi mà nói đến ông áo vàng mua nhà tặng Kim Ngân cho, ngay lập tức Kim Ngân thay đổi hoàn toàn
và trở mặt 180 độ với Thúy Nga, bởi vì cái nhà, bỏ cái nhà mà quay vứt hết cả cái công tốt của Thúy Nga đi. Đấy, cả nhà thấy có khiếp không? Thì mong cả nhà xem hết video và ủng hộ nhá. Ủng hộ mình nhá. Video này mình dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Bye bye.